Chào cả nhà, con đường này vào chùa Hoằng Pháp Trung Ương cả nhà. Hôm nay mình trên đường vào chùa Hoằng Pháp Trung Ương để tìm hiểu xem thử cái tình hình chùa Hoằng Pháp Trung Ương có dời tượng Phật đi không nha cả nhà. Nghe nói thầy giờ bị dời tượng Phật đó cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đến từng nơi, từng chỗ để phục vụ cho cả nhà xem cái tình hình nó như thế nào. Mời cả nhà theo hướng chân nha cả nhà. Cái đường vào chùa thì nó có hai đường cả nhà, đi hẻm trên cũng được, đi hẻm dưới cũng được, đi hẻm nào cũng được. Hai hẻm thì nó thông nhau. Sắp tới gần tới chùa cả nhà, cái cua này nó tới chùa đó. Rồi tới chùa thì mình xem quay được gì mình quay nha cả nhà. Rồi tới rồi cả nhà ơi. Rồi đây là trước chung khung cảnh chùa nha cả nhà. Trước khung cảnh chùa rất là bình yên. Mấy cái pho tượng thì cũng còn hết ha cả nhà ha. Lát hồi tí xíu nữa mình vô mình trò chuyện với thầy, mình quay ở ngoài trước rồi mình vô mình trò chuyện với thầy về tình hình các pho tượng như thế nào ha. Các pho tượng thì thấy cũng còn đầy đủ, chưa có di chuyển ha cả nhà. Ở đây phía trước chùa nè cả nhà. Hôm nay thì khách cũng đến lay rai cả nhà. Hồi nãy giờ đứng ngó thì cũng khách cũng đến lay rai. Mọi người đến xem chùa như thế nào, rồi xem thầy nói chuyện rồi trò như thế nào á cả nhà. Cũng gọi là hiếu kỳ một phần. Cũng thứ nhất là hiếu kỳ, cái thứ hai là cũng đi chùa, đi chiền đồ. Đầu năm á cả nhà, khung cảnh phía trước không có gì thay đổi lớn cả nhà. Tượng Phật thì thấy giờ vô trong, chưa có dời tượng Phật đi cả nhà ơi. Khung cảnh này bình yên, không có gì xảy ra hết. Để lát hồi vào chùa hỏi thầy cho nó chính xác hơn về cái thông tin vậy nha cả nhà. Ở phía trong thì cũng có người đang ngồi trò chuyện với thầy cả nhà. Thầy đang trò chuyện với lại Phật tử viếng chùa. Ở phía ngoài thì cũng bình yên. Lát lâu lâu có mọi người lại đến viếng chùa. Để coi lát hồi thầy ra cái bắt đầu mình trò chuyện thử xem thế nào ha cả nhà ha. Khung cảnh rất là bình yên, không có gì đột phá, cũng không có gì biến hết. Vậy là không có biến gì cả nhà. Trước cây bồ đề vẫn đứng vững, tượng Phật vẫn đứng ở đây, chưa có thấy ai dời cả nhà. Xung quanh toàn cảnh hết rồi cả nhà xem, để cả nhà hiểu. Rồi thầy ra quét dọn cả nhà ơi. Thầy quét dọn từ phía trong ra cả nhà. Thầy từ hay quét dọn chùa, quét dọn rồi tưới cây tưới sân rồi. Lát hồi thế nào cũng hỏi thăm thầy về cái vụ mà dời tượng cho cả nhà biết rõ hơn nha cả nhà. Chỉ hạn chế giúp thôi, còn mấy anh khách thoải mái. Quét lá bồ đề. Đợi thầy quét xong rồi lát hồi chụp chuyện với thầy. Chụp hình thoải mái đi. Mà biết bao nhiêu người quay phim, tình hình như thế nào ha? Nó có cần, nó có biến gì không? Có. Ở nhà. Thoải mái. Rồi, phải quét ra ngoài đường luôn cả nhà đó. Quét trong chùa rồi giờ quét ra tới ngoài đường luôn ha. Đó. Thường thường thầy quét ở trong chùa xong quét ra ngoài đường, nhiều khi quét đường luôn. Đó, Phật tử lại cúng chùa cả nhà. Cúng chùa. Quét.
Rồi thấy thầy quét rồi, chỉ quét rác phụ cho thầy luôn cả nhà ơi. Rồi quét rác. Chụp mày quét nhà nha. Ừ. Quay nhìn đây. Rồi. Quét cây bồ đề. Đa đâu. Quét lá bồ đề. Lá bồ đề. Vô nhà đi. Cái này là bồ đề. Ủa sao tài khoản sao tao như tao không chỉ chụp được kỳ vậy? Quá trời. 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 Có cần lấy cái chổi quét khu đó không? Ngồi trực ban đó không? Sắp sửa xong rồi cả nhà ơi, đó, thầy dẹp chổi rồi đó thôi. Nhúc ơi. À. Đồ nhúc nó phải có mấy cái móp mấy cái cục móp trắng trắng chứ. Phải, nó nằm trên khô ba là nó không có cái sớp. Nhúc bất thử rồi, không nhúc. Rồi đâu này mà ở trước chỗ tôi là có một cái giò nấu canh chua mẻ là quốc điên luôn. Chua mẻ không được, nằm canh chua ăn mới được. Sống được. Nó giặt thằng à. Nghe không? Được. Nó nằm dưới nước ăn mới được. Tôi nghĩ cái này nó có mềm xèo chứ đó gì đâu nè, mềm xèo chứ có gì đâu. Rồi về cả nhà ơi, khách ở trong chùa cái đoàn này đi cũng đông cả nhà. Mình đợi khách viếng chùa xong rồi lát rồi có thầy ít người mình vô mình hỏi thăm thầy, mình báo kết quả cho cả nhà biết nha cả nhà. Ông có nhảy qua đây. Được rồi. Sáng đầu tao giờ không có vụ mà giờ cũng mới nó càng mới 6 7 giờ sáng đã. Chín. Đó đi vô nhà nó vô mà không vào tới vô chửi không còn gì. Hai. Mình bắt cái đập thôi, bây giờ tỉnh Phật vô cho đông quá thì kêu là thỉnh bán bớt. Ông mới 9 giờ không biết ông ra không bán. Đâu mà nhảy vô nó chửi tôi không có gì. Nó không có kêu bán mà ông bao chữa. Ờ. Chứ không. Thầy ác thiệt. Cả nhà ơi, thì mình mới vào chùa mình hỏi, mình nói chuyện với thầy thì thầy nói hôm nay có mấy ảnh gọi, mấy ảnh kêu lên họp hành gì đó rồi để di dời gì đó, nhưng mà thầy không có nghe máy. À, có cuộc gọi nhỡ thầy không có nghe máy. Vậy là tình hình chùa cũng bình thường cả nhà, không có gì thay đổi. Tượng Phật vẫn nằm ở chùa cả nhà. Tuy mấy ngày nay thì mấy ảnh đồ không có gắt như mấy bữa trước nữa, nhưng mà mọi người
người đến viếng chùa nó cũng ít hơn. Nếu mà có thông tin gì mới thì Hồng Trần sẽ cập nhật thông tin với cả nhà nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Hồng Trần ha. Chúc mọi người đầu năm phát tài phát lộc và sự như ý nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha cả nhà. Bye bye cả nhà.